Bảo Ngọc và nha sĩ Đức Hạnh xin thân mến kính chào quý khán thính giả thân quen của chương trình, cũng như quý vị đang theo dõi Chuyển hóa thân tâm ngày hôm nay trên đài Sài Gòn Network. Và xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị sự hiện diện của Ni Sư Thích Nữ Minh Liên là giáo thọ sư của Viên Thông Tự. Và quý khán thính giả thân mến, trong suốt những thời gian vừa qua, chủ đề tứ vô lượng tâm, từ, bi, hỷ và xả, chúng tôi đã được giới thiệu và theo suốt quý vị trong cả một khoảng thời gian dài. Nếu như tâm từ được biết đến như là mình dâng tặng niềm vui cho mọi người, tâm bi là một tâm cứu khổ, thì ngày hôm nay tâm hỷ như là một cái làn gió mát và một trận mưa rào, nó rưới xuống một cái mảnh đất khô cằn, nóng bỏng của những cái tâm tham, tâm sân, tâm đố kỵ, tâm thị phi. Và để tìm hiểu rõ hơn về tâm hỷ này, đó là niềm vui mà nó xuất phát từ nội tâm, như là những tâm từ và tâm bi mình đã biết từ trước, hay là những cái niềm vui này mình có thể tìm kiếm từ môi trường xung quanh, từ những người xung quanh bên cạnh mình. Thì mời quý vị đến với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bắt đầu với chủ đề tâm hỷ trong tứ vô lượng tâm. Chào thưa sư. Cũng như con vừa chia sẻ với quý khán giả xem đài ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về tâm hỷ trong tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Thì xin sư có thể chia sẻ cho chúng con biết cái tâm hỷ trong cái quan điểm của Phật giáo, nó khác với cái chữ hỷ mà tụi con vẫn thường thấy trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như là song hỷ nè, đại hỷ nè, tụi con thường hay thấy như vậy. Thì sư cho con thấy là có sự khác biệt không ạ? Sự khác biệt này là rất lớn. Phải nói là nó rất lớn. Nó lớn tới cái mức mà mình có thể nhìn đến nỗi mà mình có thể nghĩ rằng là điều này mình làm không được. Nó lớn tới cái mức mà mình chạm tới cái mình nói ồ cái này thánh làm, Phật làm chứ không phải mình làm. Nhưng mà suy nghĩ này là trong cái quan điểm của Phật giáo, tất cả những cái tâm tốt nhất, thuần lương nhất đều có mặt nơi con người. Cho nên nếu như mà chúng ta thực hành đó thì chúng ta vẫn có thể thực hành được. Vấn đề mình có tự tin, mình nỗ lực hay không, vậy thôi. Cái khác á là suy nghĩ nó khác rõ ràng lắm. Nếu như cái hỷ của bên ngoài như là song hỷ rồi đại hỷ rồi những cái tiếng cười suốt sáng thâu đêm, những trận đi chơi hoặc những cái cuộc chơi, những cái gì mà nó rộn rã tiếng cười hoặc là nó ồn náo vân vân, nhưng mà nó cũng có những cái hỷ phía bên ngoài, cũng là có một những cái vui mà cái vui rất là thanh tao, như là cái vui của thưởng thức âm nhạc cổ điển, rồi thưởng thức những cái vườn bonsai, rồi vân vân. Mấy cái đó là nó đều là những cái vui mà những cái hỷ cả. Và cái khác ở chỗ là duy nhất là cái khác là cái hỷ đó đến từ bên ngoài. Còn cái hỷ mà gọi là chính xác gọi là tùy hỷ, là cái vui mà cái vui theo cái vui của người khác. Đó là cái vui đã được, là nếu mà có thể vui được với cái vui của người khác thì trong tâm mình phải là không đố kỵ, không ganh tị. Bởi vì nếu trong tâm mình mà có sự đố kỵ, có sự ganh tị thì niềm cái hỷ là tức là sự vui theo cái vui của người khác hình như khó. Thông thường mình nghe tới người ta được gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, sự nghiệp thì sung túc, giàu có, dòng họ thì sang cả, quý phái vân vân. Cái tự nhiên trong lòng mình nó cũng khởi lên một cái gì đó. Và cái khởi lên đó chính là cái đố kỵ đó. Và nếu như mà mình có cái tâm này thì mình khó mà mình vui, mình chung vui với người ta một cách rất là trọn vẹn được. Thành ra cái hỷ của tứ vô lượng tâm sử dụng hoài mà không hết đó là cái hỷ, cái lòng lúc nào cũng hoan hỷ, cũng vui theo cái vui, cái đáng mừng của người khác. Cái hỷ đó đến từ bên trong. Thật sự cái hỷ này con thấy là mới đầu mình nghe thấy ố người ta vui thì mình vui theo, nhưng mà thật sự đúng, đại sư nói đúng, là khi nghe người ta hơn mình, người ta đẹp hơn, người ta thông minh hơn, tự nhiên mình có cái gì
nếu mà mình không ganh tị ra mặt đi nữa, mình cũng có chút xíu buồn buồn cái gì, phải không ạ? Dạ. Có nghĩa đúng đúng là tuổi thân đó, cái đó gọi là một chút tuổi thân. Dạ dạ, một chút tuổi thân đó, mình có đó. Thì sư nói là cái khi mà mình không có ganh tị hẳn ra ngoài, nhưng mà mình cũng cái thấy chạnh lòng gì chút đôi chút. Một chút chạnh lòng đó thì gọi là nhẹ, là cấp độ của tuổi thân. Một sự đố kỵ mà nó ở cái mức mà thấp nhất. Rồi từ cái tuổi thân đó nó đưa qua đến một cái chút trách trời oán người. Đó, than trời trách đất chẳng hạn vậy. Rồi tới nữa đó là bất mãn. Rồi tới nữa đó là đố kỵ, và tới nữa ganh tị, tới nữa cái hãm hại. Thì những cái cấp độ mà cái nó giết chết cái niềm vui từ bên trong, đó là tâm, nói chung là tâm sân hận và đố kỵ. Dạ thưa sư, như vậy thì sư cho con hỏi là tụi con vẫn thường hay nghe một cái chữ hỷ nữa, mà trong cái nghĩa của thất tình lục dục, và con biết là chúng ta đang nói về tâm hỷ của tứ vô lượng tâm, thì xin sư có thể phân biệt cho chúng con cũng như quý khán giả xem đài ngày hôm nay thấy cái sự khác biệt giữa hai cái chữ hỷ này, mà nhiều khi chúng con đọc sách về Phật giáo tụi con cũng hay bị nhầm lẫn. Cái mà hỷ mà trong cái từ chuyên mà chúng mình cứ nói hay là gọi là thất tình lục dục đó, thất tình đó chính là mình phải phân biệt nha, chữ thất tình đây là bảy cái loại tình cảm, bảy loại cảm xúc mà nó chi phối tâm hồn của con người đó. Thì chứ đại chúng đừng nghĩ là thất tình là tôi mất tình, tôi bị tình phụ, vân vân. Thì thất tình bắt đầu là từ chữ hỷ. Hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc dục. Thì chữ hỷ là sự vui mừng, chữ nộ là sự giận dữ, phẫn nộ. Hai cái này nó là một cặp song chiếu với nhau, nó đối phải là nó đối nghịch lại với nhau. Bên đây là vừa ý thì vui, gọi là hỷ, không vừa ý thì giận đó. Rồi cái cặp ái ố tức là yêu ghét đó. Rồi cái trạng thái tâm ý nữa là lạc dục, đó là hỷ nộ ái ố ai lạc. Ai tức là ảo não, phiền muộn, lạc là thích thú, hưởng thụ. Còn dục là mong muốn. Đó, thì bảy cái trạng thái tâm lý này thì cái chữ hỷ nó là đứng đầu ở cái chỗ là khi nào nó có mặt, khi nào vừa ý. Chẳng hạn như là đã công, tôi bỏ công, tôi đi dự dạ tiệc, tôi trang điểm rất là đẹp, tôi chọn quần áo suốt cả tuần, vân vân vân. Vậy mà đi sang ra một buổi tiệc xong không ai khen mà người ta còn chê nữa chẳng hạn vậy, thì cái chê đó nó sẽ làm cho mình phiền, mình giận, tức là nộ, nộ trong tùy cái cấp độ. Rồi còn nếu mình được khen thì mình rất là vui, mình rất là hoan là vui. Thì cái hỷ này là cái hỷ do cái điều kiện ở bên ngoài, họ khen thì mình vui, mà họ chê là mình buồn. Thì cái hỷ này là cái hỷ đến từ bên ngoài, nó khác với cái hỷ đến từ bên trong. Đó là mình thấy người ta được xinh đẹp, mình tự biết mình không xinh đẹp, nhưng mà mình không hề cảm thấy tủi thân hay gì hết, mà mình chỉ thấy ồ đẹp quá, vui quá, vậy là tuyệt diệu làm sao khi cái bạn của mình trở nên đẹp như vậy, vui làm sao khi bạn mình được người khen như vậy. Và vui, nói chung là mình khi cái tâm của mình mà nó vắng mặt của sự đố kỵ ganh tị thì coi như là mình vui được, chung được rất nhiều cái vui của nhiều người đó. Nhưng mà thông thường thì mình chỉ hỷ của cái lòng vô lượng, cái kho tàng mà vô lượng, tức là sử dụng hoài mà không hết á, là vì chúng ta giới hạn trong cái là chỉ hỷ bên ngoài, tức là điều kiện nào mà được thỏa mãn thì tôi vui, không thỏa mãn tôi giận, tôi buồn. Thưa sư, cái chữ hỷ mà trong bảy cái tình đó, đó là hỷ con thấy nó cho mình, phải không ạ? Còn cái hỷ mà trong tứ vô lượng tâm là hỷ vì người, hỷ cho người. Mình cũng vui vậy, nhưng mà vì người ta thành công, vì người ta được cái những cái tốt đẹp. Còn cái hỷ kia là tại vì người ta khen mình, là con thấy nó cho mình.
vì mình chứ không phải không vì ai hết, phải không thưa sư? Trên thực tế là khi mà cái lòng đố kỵ hoang đố kỵ với cái sự mà ganh ghét tật đố mà nó vắng mặt trong lòng của mình rồi, thì tự mình đã có một cái sự bình an và có một cái sự hoan hỷ tự nội tâm. Và khi mà mình đã có sự hoan hỷ nội tâm, mình nhìn đâu mình cũng thấy hỷ hết, mình đâu mình cũng thấy hoan hỷ với cái vui của mọi người. Thì trong cái mức độ chị nói là cũng đúng, đó là cái niềm vui này là niềm vui chung cho mình, lúc nào mình cũng chung vui được với mọi người. Và cái hỷ mà được người ta khen ngợi đó là cái hỷ mà lúc nào cũng cũng kêu rằng là được người ta đưa thì mình mới mừng. Và quý khán giả thân mến, chương trình của chúng tôi xin được dừng trong ít phút cho phần thông tin thương mại. Và xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị trong ít phút nữa nhé.